Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Tom, good run. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ em thứ tiếp theo. Don't lay tool. Wow, hai người này có giáp rồi, mình sẽ giết cái này trước.
tăng đam lên. Tiêu diệt là một người rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới con thứ ba, Pixel Gun 3D. Ok. Rambo. Nuclear City. Đây là một map khá là rộng. Rồi, ok. Rất là nhiều đạn luôn, ăn đi. Oh my god.
Wow, mạnh thế. Đấy, mỗi một mình không làm gì được với đúng rồi. Hoặc có thể là mình rơi vào đúng tổ của họ. Okay, let's go. Thắng rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Mr. Smith. Ok, tựa game này thì các bạn phải đi giải cứu một cô bé thoát khỏi nhà ông Mr. Smith này. Thì ở đây thì không có người dân, và thứ hai là không có dây mạng, và các bạn cũng không thể gọi điện thoại được, cho nên các bạn phải tự tay cứu lấy cô bé và thoát khỏi nhà ông ta. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi ra đằng sau. Bắn luôn để vỡ kính đi. Sau đó thì mình sẽ xuống đây và tìm một chiếc chìa khóa. Đây, green key. Đây là một chiếc chìa khóa để mở cửa trước. Ok, mình sẽ mở ra. Rồi. Cạc cây. Mình sẽ phá luôn cái camera ở đây. Chúng ta lắp ở chỗ nào. Ok. Đi luồn qua cành cây. Sau đó mình sẽ tháo tiếp hai tấm gỗ ở đây. Ok. Tốt. Mình sẽ mở cái này ra. Ok. Đã có chìa khóa rồi.
Rồi, ok. Ok, và đây là chiếc chìa khóa cuối cùng để mình được cứu thoát được cô bé thoát khỏi nhà ông ta. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần thứ 5, Prim. Ok. Rồi các bạn cùng xem. Rồi. Nhảy lên. Oh my god, tự nhiên mất một máu luôn. Và rõ là mình nhảy xa này mình đánh luôn, ai ngờ lại bị mất một máu. Chúng là cái kia rồi. Oh, oh man. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Dispatch. Đây là một tựa game kinh dị của một gã hề. Rất là kinh luôn. 4 chapter. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ phải chui xuống đây. Ông ta đang đi vào trong căn phòng. Chân ông ta rất là to luôn. Không biết ông ta để cái gì ở trong ngăn kéo. Và mình sẽ tô luôn. Đây là một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đây. Rồi, ok. Túi tiền à.
khu vui chơi mà toàn máu mè chỗ này. Chúng ta đi đường trên. Ok, đây là một khu đã bị cấm rồi, đồ đạc hỏng hết. Trên mình sẽ ra chỗ trên này, vé tàu thả vào đây thôi. Ông ta nhìn thấy mình, không biết ông ta đi đâu mà tiếng bước chân của ông ta mạnh vậy. Rồi mình sẽ tua luôn. Khi các bạn mở cánh cửa này ra thì các bạn sẽ đã hoàn thành được chapter 1. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo của hãng Say Game. Rất là đông luôn. Let's go. Lần này thì mình sẽ phải lấy máu. Để cho đầy máu đi. Hay là lấy cái này. Lấy cái này đi. Let's go.
sướng à. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Đây là một tựa game coin nha. Các bạn coin làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà của các bạn và nó cắn các bạn. Thì ở đây thì có 3 cánh cửa, 1, 2 và 3. Và đây là một phòng ngủ. Ok. Và các bạn sẽ vào từng cánh cửa một. Sau đó các bạn đóng cửa rồi các bạn lại bật đèn flash. Tiếp tục đến cánh cửa thứ hai. Các bạn đóng cửa cho mình và rồi bật đèn flash luôn. Cánh cửa thứ ba cũng thế. Và tương tự như vậy, cứ giả lập đi giả lập lại. Let's go. Rồi mình lại đầu tiên. Tầm khoảng 3 đến 4 giờ thì thường thường con gấu nó sẽ hay vào. Nên các bạn càng tránh làm sao đối tượng gấu vào càng nhiều càng tốt. Để cho các bạn coi được thời gian càng lâu càng tốt. Nếu không thì các bạn để im một lúc thì nó sẽ vào và cắn các bạn luôn. Các bạn coi càng lâu càng tốt. Đây là 1 giờ sáng rồi. Thường thì tầm 3 đến 4 giờ là mình thấy nó hay xuất hiện. Đó, các bạn cứ coi như thế nhá, rất đơn giản thôi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.